Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của mình và mình là Lạc Lạc trong vui vẻ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thoát khỏi tiêu cực ngay lập tức. Thì nói qua với mọi người một chút là mình là một cái người kiểu rất là khá là nhạy cảm và rất là dễ bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng xung quanh ấy, đặc biệt là những cái chuyện tiêu cực. Và lúc mà mình cái việc mà mình gặp những cái chuyện tiêu cực hay mình bị rơi vào cái trạng thái tiêu cực là nó kiểu như là cơm bữa luôn ấy. Thế nên mình cũng đã tìm rất là nhiều cách để thoát khỏi cái trạng thái tiêu cực này. Thành ra mình cũng trong cái quá trình mà tìm cách cũng như là vận dụng thì mình cũng đúc kết ra một vài cái cách phương pháp khá là hay, và hy vọng mình làm cái video này ngày hôm nay muốn thứ nhất là một cái là muốn tổng ôn, thứ hai là muốn chia sẻ cho những ai mà kiểu thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực cũng có thể sớm thoát khỏi cái trạng thái tiêu cực nhanh và ngay lập tức ấy. Tại vì khi mà chúng ta cứ suy nghĩ tiêu cực nhiều, chúng ta trong một cái thời gian mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực quá là dài thì chúng ta sẽ rất là dễ thu hút rất nhiều điều không may đến cuộc sống của chúng ta. Thế nên là mọi người trong cái cuộc sống của mọi người tất nhiên là sẽ có những cái đoạn chúng ta hạnh phúc, có những đoạn chúng ta tích cực, tất nhiên là sẽ có những cái khoảng thời gian chúng ta rất là tiêu cực. Thành ra tất nhiên là cái gì nhiều quá cũng không tốt, thành ra chúng ta phải gọi là khống chế và kiểm soát được cái sự tiêu cực trong lòng bàn tay của mình. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ mọi người một vài cách mà mình đã áp dụng khá là thành công và khá là hữu hiệu để thoát ra khỏi cái sự tiêu cực này nha. Đầu tiên đó chính là thực hiện lòng biết ơn. Thật ra là cái việc mà thực hiện lòng biết ơn mình đã biết từ mấy năm trước rồi, và mình đôi lâu lâu mình cũng sẽ thực hiện lòng biết ơn vài lần, nhưng mà nó không có thường xuyên cho đến dạo gần đây nha. Thì khoảng thời gian trước thì mình thường xuyên gặp những cái chuyện kiểu không như ý muốn, với lại có một vài cái chuyện lùm xùm xung quanh mình ấy, thành ra những cho đến cho mình rất là tiêu cực, mình nó bị kiểu như là cạn kiệt bào mòn năng lượng của mình luôn. Thành ra mình đã tìm rất là nhiều cách để mà thoát khỏi cái tiêu cực, tại vì mình biết là nếu như mình cứ duy trì cái trạng thái tiêu cực đó thì mình nghĩ là không sớm thì muộn thì mình cũng toang thôi. Thế nên là cái lúc mà mình đọc đọc ở đâu đó mình không nhớ nữa, nhưng mà có một cái nội dung mà tôi nói này, phải thay thoát cách thoát khỏi tiêu cực nhất đó là thay những cái ý nghĩ tiêu cực thành những cái ý nghĩ tích cực. Nhưng mà những cái ý nghĩ tích cực đó là gì thì mình không biết, nhưng mà cho đến một ngày đột nhiên mình buổi sáng hôm đó mình đang thực hiện lòng biết ơn, sau đó mình nghĩ là tại những cái ý nghĩ tích cực đó chính là sống sống kiểu trong chánh niệm, tức là sống vào cái thời điểm thực tại và biết ơn với những gì mình đang có một. Thế nên là mình thử áp dụng cái lúc mà mình tiêu cực nha, là mình vứt kể những cái suy nghĩ tiêu cực đó ra một bên, sau đó mình thực hiện lòng biết ơn nha. Lòng biết ơn khi mà các bạn thực hiện lòng biết ơn nó không cần phải cao sang hay là cao quý gì đâu, các bạn hãy quan sát và bình tĩnh vào thực tại, sống vào thực tại, sau đó chúng ta sẽ xem mình những gì mình đang sở hữu và mình biết ơn, mình cảm ơn nó mọi thứ mà mình đang có, từ những cho dù là những cái điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như mình hay nói là con biết ơn vì con vẫn còn sống, con biết ơn vì con có thể một cơ thể khỏe mạnh này, con biết ơn vì con luôn được đủ đầy này, con biết ơn vì con có cơm để ăn, con biết ơn vì con có nước để uống, con biết ơn vì con được học tập, con biết ơn vì con được làm việc. Thậm chí nha, ví dụ mình đang biết ơn trong cái trạng thái nằm đúng không, là dưới cái đầu mình là cái gối đúng không, thì mình có biết là con biết ơn vì con có gối để nằm này, trên người mình là cái chăn nằm đó này, con biết ơn vì con có chăn để đắp này, tiếp theo mình nhìn lên trên trần nhà này là có cái điều hòa, con biết ơn vì con có điều hòa để sử dụng này, nhìn thêm một lát nữa là có thêm cái đèn này, con biết ơn vì con có đèn để dùng này. Xong mình cầm cái điện thoại mình đang cầm trước mắt luôn, mình nói, con biết ơn vì con có điện thoại để dùng này, con biết ơn vì con có wifi để sử dụng này. Sau đó nếu như mà khi mọi người biết ơn hết rồi ấy, mọi người biết ơn tùm la, thì mình sẽ đào đào sâu hơn cái lòng biết ơn nha. Đầu tiên con biết ơn, ví dụ mình nha, con biết ơn vì con có máy tính để sử dụng, để con có thể học tập và làm việc thông qua cái máy tính đó. Con biết ơn vì những nhà sáng tạo, những người phát minh ra chiếc máy tính để con có máy tính để sử dụng. Nói chung là mọi người cứ đào sâu ra ai là người đã sáng chế ra máy tính, ai mình biết ơn những bác công nhân đã kiểu đã làm ra những cái lắp 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 ráp kiểu trang bị máy tính đồ các kiểu, cũng như là con cảm ơn con biết ơn vì con được đủ đầy này. Ví dụ như cũng có thể là hít thở này, tim đập này, mọi người nói chung là có rất nhiều điều để chúng ta biết ơn. Khi mà chúng ta biết ơn càng nhiều, chúng ta mình lúc mà mình thực hiện lòng biết ơn mình nhận ra một cái wow, hóa ra thật ra là mình không hề thiếu thốn bất kỳ thứ gì, mặc dù không phải là mình có một cuộc sống giàu sang hay hoàn mỹ hơn bất kỳ ai, nhưng mà hóa ra mình phát hiện là hóa ra mình sở hữu được nhiều thứ nhiều hơn mình tưởng. Ví dụ như con biết ơn vì trái tim vẫn luôn vì con mà đập hàng ngày đều đập này, con biết ơn vì con có một đôi mắt sáng để con có thể được nhìn thấy này, con biết ơn vì con có thể hô hấp này để có thể thở và sinh tồn. Nói chung là mọi người biết ơn cái này rồi mọi người biết ơn cái kia, xong mọi người chuyển qua biết ơn với bản thân mình đi. Nói chung là khi mà mọi người dành thời gian biết ơn nha, nói chung là mọi người mình
tường tận quan sát thì có rất là nhiều điều để cho mọi người biết ơn. Thành ra khi mà mọi người thực hiện lòng biết ơn rồi, mọi người sẽ không không có thời gian để suy nghĩ những cái điều tiêu cực nữa đâu. Đó là một cái biện pháp nó thật sự rất hữu hiệu và hiệu quả đối với mình. Mình chắc tin chắc là chắc chắn sẽ có hiệu quả với mọi người. Mọi người cứ áp dụng đi, mình cứ biết ơn lui tới khoảng 10-15 phút thì thôi, là kiểu mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó thật sự nó rất là kiểu phong phú đầy đủ và kiểu kỳ diệu. Tại sao là một cái mình, tại sao mình có thể là sinh được sinh ra, tại sao là cái máy tính nó có thể, những cái wifi nó có thể truyền tín hiệu đi để cho mình có thể dùng và truy cập trong web, mình cảm thấy đó là một cái điều rất là thần kỳ luôn ấy. Cách thứ hai đó chính là dọn dẹp. Mình phát hiện nha, đây là cá nhân mình nha, mình phát hiện mỗi lần mà mình kiểu bị tiêu cực, rơi vào cái trạng thái tiêu cực là trong cái lúc mà mình đang ở trong một cái không gian với lại môi trường ấy, nó khá là tiêu cực. Đặc biệt là ví dụ như mình đang ở trong phòng nha, là cái lúc đó cái phòng của mình đại khái là nó cũng khá là bừa bộn ấy. Thế nên ấy, cách thứ hai tốt nhất để mà thoát khỏi trạng thái tiêu cực á là chính là đi dọn dẹp. Đầu tiên là mọi người dọn nhà, dọn phòng, dọn tủ áo quần, dọn toilet, nói chung mà dọn tất tần tật những cái thứ gì xung quanh mọi người đi. Ví dụ nha, đặc biệt là dọn phòng và tủ áo, đặc biệt là cái tủ áo quần của mọi người với cái toilet của mọi người, tại vì kiểu hai cái đó là kiểu như là cái gì gọi là bảo vật trấn trụ cái trấn yểm cái phong thủy của cái nhà của mình luôn. Thành ra nếu như mà mọi người cảm thấy là trong lòng kiểu cảm thấy bức bối, đầu tiên đi dọn cái tủ áo quần lại cho mình. Chắc chắn là kiểu trong áo quần mọi người không được để đồ sạch với đồ dơ nó cùng với nhau nha, mọi người phải tách biệt ra, đi giặt áo quần liền, lại dọn lại cái tủ áo quần sao cho nó gọn gàng và sạch sẽ ngăn nắp nhất có thể. Sau đó mọi người chạy ra kiểm tra cái toilet xem thử, tại vì bình thường nha, theo cái tâm linh phong thủy ấy, thì cái toilet nó ảnh hưởng rất là lớn đến với cái căn nhà của mình, phong thủy của gia đình mình ấy. Thành ra mọi người phải dọn sạch sẽ cái toilet của mọi người. Sau đó nha, khi mà mọi người đi xong á, mọi người nhất định phải để lại cái toilet, tại vì khi mà chúng ta đi á, đi đại tiểu thực tiễn các kiểu thì nó sẽ sản sinh ra cái uế khí á, mà nếu như mà mọi người không để lại thì những cái trường năng lượng đó nó sẽ lan tỏa tới xung quanh ấy. Thì mọi người, mà nếu như mọi người ở một căn phòng ở gần toilet á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người cũng như là ảnh hưởng tới phong thủy của căn nhà. Đó là lý do mọi người phải sống trong một môi trường phải sạch sẽ và gọn gàng cho mình nha mọi người. Với lại trong cái lúc mà mình dọn dẹp thì mình có thể mở một cái bài nhạc kiểu tích cực vui tươi nha, tích cực vui tươi truyền động lực gì đó, và mọi người có thể vừa dọn dẹp, mọi người vừa biết ơn. Ví dụ mình động tới cái áo quần đúng không, thì mình biết ơn, mình vừa kết hợp thực hiện làm biết ơn và mình thực hiện cái quá trình dưỡng. Đầu tiên mình có áo quần, không biết ơn vì con có tiền để mua áo quần này, con không biết ơn vì con có áo quần để mặc này, mình cứ biết ơn thứ này thứ kia đi, là mọi người sẽ không còn thời gian để suy nghĩ tiêu cực nữa đâu. Cách thứ ba đó chính là ra ngoài và kết nối thiên nhiên. Mình nghĩ là mẹ thiên nhiên là kiểu như là một, ngoài ngoài trừ mẹ ruột của mình thì mẹ thiên nhiên như là một cái người mẹ hiền từ, có thể bao dung và dung nạp, có thể chữa lành xoa dịu mọi tổn thương của mình ấy. Bởi vì mỗi lần mình tiêu cực là mình kiểu nếu như mà mình hay tiêu cực vào cái lúc mà 1-2 giờ sáng ấy, thành ra chắc là đến trường trường mình mà kiểu 1-2 giờ sáng thì vẫn có người đi qua đi lại, nhưng mà kiểu mình đi ra ngoài mình hít thở không khí cũng như là mình ngồi giữa những tán cây, sao mình ngồi mình thiền, mình kiểu mình suy nghĩ trầm lặng, mình kiểu mình suy nghĩ được các kiểu, mình kết nối lại với thiên nhiên ấy. Có nhiều bạn đi qua nhìn mình như là kiểu sinh vật gì dị dạng hay gì thế, kiểu tại vì 1-2 giờ rồi mà vẫn có cái người ngồi ngồi một mình lặng trầm lặng ở đây. Thật ra thì mình đang gọi là chữa lành, tự chữa lành bản thân và kết nối lại với thiên nhiên. Thì sau khi mà kiểu đi ra ngoài và xong á, mà mình tĩnh lặng một thời gian thì mình cảm thấy là mình kiểu dường như thoát khỏi được những cái tiêu cực, kiểu được xóa u muộn phiền. Thì đó là một cái cách khá là hay, khi mà mọi người đang tiêu cực thì mọi người đừng có ở trong nhà một mình kiểu cảm thấy bức bối gì đó, thì cứ ra ngoài cũng có thể tắm nắng này, có thể là hít thở cảm nhận gió này, cảm nhận không khí, hoặc là đi biển để mà cảm nhận cái sự mát lạnh tươi mới của biển cả. Cái số 4 đó chính là vận động, mọi người có thể chạy bộ. Thật ra cái thiền này đặt trong vận động thì không biết nó có ổn không, nhưng mà nói chung như là khi mà mọi người càng tiêu cực thì mọi người đừng có nên ở yên một chỗ, mọi người hãy cứ vận động cho mình. Thứ nhất là khi mọi người chạy chạy cái khi mọi người chạy bộ là kiểu mình sẽ kiểu kiểu hăng hái và có năng lượng hơn, hoặc là khi thiền thì mọi người sẽ tĩnh tâm lại và kiểu quán chiếu lại sự vật sự việc. Mọi người đánh giá mình xem thử là cái cảm xúc tiêu cực này là gì, mình khái niệm nó và mình nói là tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình lại tiêu cực, giải pháp của nó là gì. Mình ngồi mình thiền, mình trầm lắng một chút,
mình suy nghĩ là kiểu mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ hoặc là mình sống trong hiện tại, mình hít thở, mình điều hòa không khí rồi các kiểu. Thì nói chung là khi mà chúng ta đang tiêu cực rồi thì mình đừng có nghĩ nhiều lắm, mình chúng ta tập hít thở điều hòa cái khí bên trong, mình hít vào thật sâu và giữ khí ở bụng xong thở ra từ từ thật đều. Nếu mà làm khoảng từ 5 tới 10 phút thì cái mọi người tập trung vào cái hơi thở của mọi người thì mọi người sẽ không còn suy nghĩ tới chuyện tiêu cực nữa, nên là đó là một cái cách khá là hữu hiệu. Hoặc là mọi người kiểu kiểu như mình giống như dạo gần đây mình có hơi tăng cân, thành ra mình tiện thể đang tiêu cực thì mình tập tập các bài tập giảm cân ấy, kiểu có một mình mở YouTube lên, sau đó mình kiểu xem các chị ấy một vài chị hướng dẫn là tập các bài tập giảm cân, giảm mỡ tay đồ các kiểu thì mình tập theo mình xem. Thì lúc đó mình bận vận động mình, nhưng mà vận động khá là mệt ấy, thành ra cũng chẳng có thời gian tiêu cực nữa khi mà mình vận động mệt rồi ấy. Thì á, từ ngoài bốn cái cách này thì có rất nhiều cách để thoát khỏi tiêu cực khác nhau, ví dụ như là tìm người trò chuyện nè, kiểu viết nhật ký nè, tùm tùm tà la. Nhưng mà đó là bốn, thật ra khi mà tìm người trò chuyện thì nó sẽ không giải quyết cái dứt điểm về cái sự tiêu cực của mọi người. Mọi người đợi khi mà mọi người đợi cho tinh thần mọi người ổn định hơn, mình chiêm nghiệm lại cái nguyên nhân tiêu cực hay là chiêm nghiệm lại những cái vấn đề, tại vì mọi vấn đề thì đều có cái lời giải, và mấu chốt là chúng ta phải biết cách tìm tìm ra cái lời giải cho cái vấn đề mà chúng ta đang gặp thì chúng ta sẽ thoát khỏi tiêu cực. Và có rất nhiều cách khác nhau để mà thoát khỏi tiêu cực. Tất nhiên là nếu như mọi người có một người bạn thân chí cốt gì đó để mà giao tiếp với mọi người, kể chuyện mọi người thì nó càng tốt. Nhưng mà mình nghĩ nha, khi mà chúng ta đang trong tình trạng tiêu cực ấy, thì người mà có thể cứu chúng ta ra khỏi cái sự tiêu cực ấy, chỉ có thể là chúng ta. Chứ mọi người cứ mãi lúc nào cũng tiêu cực xong mọi người cứ tìm kiếm bạn bè của mọi người kiểu kể than vãn cuộc đời rồi các kiểu, đôi khi cả mọi người nghĩ là cái sự đó là sự chia sẻ, nhưng mà có đôi khi người ta sẽ cảm nhận là mọi người đang lan tỏa cái cảm giác tiêu cực đến cho người ta. Thì mình lâu lâu tất nhiên mình cũng sẽ chia sẻ với bạn bè rồi các kiểu, nhưng mình nghĩ là bốn cái cách mình chia sẻ ở trên là những cái cách mình kiểu nó tránh làm phiền tới người khác, cũng như là nó có hiệu quả nhất có thể. Thì cái nội dung của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái số video, số podcast ngày hôm nay có thể hỗ trợ được gì đó cho mọi người. Hy vọng là chúng ta mỗi ngày chúng ta sống sẽ ngày càng vui vẻ, tích cực, yêu đời hơn. Khi mà một người tiêu cực thì cách tốt nhất, nói chung là cái chìa khóa để thoát khỏi tiêu cực đó chính là đánh trống lảng, thay cái sự tiêu cực này bằng một cái sự tích cực nào đó nha mọi người. Còn bây giờ mình rất là biết ơn khi các bạn đã dành thời gian lắng nghe thế này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.